Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với lời giải hay.com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp tục phần Unit 3 Music and Arts, bài số 3 Âm nhạc và Mỹ thuật. Lesson 3 Can you talk about a movie you like? Write a paragraph describing a movie. Writing skill, writing a movie description. Trong bài số 3 ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nói về một bộ phim mình yêu thích và viết một đoạn văn miêu tả bộ phim đó. Trong kỹ năng viết hôm nay chúng ta sẽ cùng viết một bài miêu tả về bộ phim nhé các em nhé. Rồi, chúng ta vào phần đầu tiên. Let's talk. Cùng nhau nói. In pairs, name three movies you like and say why you like them. What are different types of movies you can watch? Hãy làm việc theo cặp. Kể tên ba bộ phim bạn thích và nói tại sao bạn lại thích nó. Những bộ phim, những loại phim khác nhau nào mà bạn có thể xem. Vậy chúng ta sẽ cùng xem. Đầu tiên là chúng ta sẽ kể tên ba bộ phim bạn thích và tại sao bạn lại không thích trước nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau vào phần Let's Talk. Let's Talk. Nào, đầu tiên bạn A. A sẽ nói là name three movies you like and why do you like them? Rồi, chúng ta sẽ viết giống như câu đề bài đúng không? Name three movies you like and say why you like them. Ok, B. Bây giờ bạn B sẽ là người trả lời đúng không? Liệt kê ba bộ phim và tại sao mình lại thích nó, lý do đúng không? Ví dụ bây giờ chúng ta có thể ba bộ phim là đúng không? Ba bộ phim tôi thích là chúng ta sẽ bắt đầu là three movies I like. Đó. Bây giờ bắt đầu ví dụ Harry Potter, ok, Harry Potter, Kung Fu Panda, Kung Fu Panda, or ví dụ như hàng xóm của tôi là Totoro đúng không? My neighbor Totoro. Đấy. Bởi vì chúng rất thú vị đúng không? Vì chúng tại sao thích đúng không? Bởi vì chúng rất thú vị, chúng ta có thể nói là because they are interesting. They are interesting. Đấy, bởi vì chúng rất là thú vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Mình sẽ hỏi câu tiếp theo là vậy những loại phim khác nhau mà bạn có thể xem là gì, đúng không? Đây chỉ là ba loại phim hoạt hình chẳng hạn, đúng không? Bây giờ mình sẽ hỏi là giống như câu đề bài các bạn có nhé. What are different types? Different types of movies you can watch. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời. Ví dụ như là tôi có thể xem phim tình cảm chẳng hạn, đúng không? Phim lãng mạn nhé. Mình sẽ nói là I can watch cộng với tên bộ phim ấy. I can watch a romantic film. Đó, tôi có thể xem phim tình cảm. Rồi, đây chính là phần Let's Talk. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành lại một lần nữa các em nhé. Name three movies you like and say why you like them. Three movies I like are Harry Potter, Kung Fu Panda, My Neighbor Totoro, because they are interesting. What are different types of movie can you watch? I can watch romantic film. Okay, so đây chính là phần Let's Talk. Chúng ta chuyển vào phần tiếp theo. Listening. A. Fill in the blanks using the words in the box. Listen to an English teacher and check your answers. Trong bài này yêu cầu chúng mình là hãy điền vào chỗ trống sử dụng từ trong hộp và hãy nghe người giáo viên tiếng Anh và kiểm tra đáp án của bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là phải điền vào chỗ trống đúng không? Chúng ta đọc đề bài nhé. Đầu tiên từ conclusion mang nghĩa là kết cục. Các bạn sẽ ghi nghĩa một vài từ vào trong vở của mình nhé. Chúng ta vào phần listening. Phần A, đúng không? Chúng ta có 4 từ mới.
Từ đầu tiên, conclusion. Conclusion, danh từ nó nghĩa là kết cục. Kết cục. Tiếp tục chúng ta có plot. Danh từ plot là nội dung. Nội dung hoặc là cốt truyện nhé. Tiếp tục chúng ta có star. Star là một từ rất dễ đúng không? Ngôi sao. Trong trường hợp này chúng ta sẽ thịch dịch là ngôi sao điện ảnh các bạn nhé, chứ không phải là ngôi sao trên bầu trời nữa. Tiếp tục chúng ta có từ setting. Setting. Danh từ setting là bối cảnh. Bối cảnh. Rồi, chúng ta có đọc lại bốn từ này các em nhé. Chúng ta có từ đầu tiên conclusion là kết cục, plot nội dung, star ngôi sao và setting là bối cảnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem các câu này có mang nghĩa là gì. Nào, number one, the main character of or actor is called the dot dot. À, câu này có nghĩa là nhân vật chính hoặc là diễn viên chính thì gọi là cái gì? Đó. Đấy, theo chúng mình thì nhân vật chính và diễn viên chính chúng ta sẽ gọi là gì nhỉ? À, bây giờ chúng ta điền luôn nhé. Nhân vật chính và diễn viên chính chúng ta sẽ gọi là chính là ngôi sao, đúng không? Ngôi sao điện ảnh các bạn ạ. Câu số 1 các bạn điền. Cái này là màu đen, cô điền chắc là các bạn không nhìn được, cô sẽ viết vào trong tờ này nhé. Câu số 1, đúng không? Chúng ta sẽ điền là ngôi sao, đúng không? Rồi, vậy nhân vật chính hay là diễn viên chính sẽ gọi là ngôi sao. Next one, number 2. The dot dot is a place or time the movie happens. Cái gì đó này là một nơi chốn này hoặc thời gian mà bộ phim xảy ra. À, là một nơi này, là một địa điểm này, một thời gian mà bộ phim xảy ra thì người ta gọi chính là bối cảnh, đúng không? Bối cảnh là nơi, là nơi chốn hoặc là thời gian diễn ra bộ phim này. Rồi, next one, number 3. The story the movie tells is called the dot dot. À, mình có the story là câu chuyện đúng không? Vậy câu chuyện mà bộ phim kể thì gọi là cái gì? Vậy câu chuyện mà bộ phim kể thì gọi chính là gọi về nội dung đúng không? Hay còn gọi là cốt truyện. Đó, cốt truyện. Và câu cuối cùng, number 4. The dot dot gives your over feelings. Cái gì đó này cho một cái cảm xúc chung. Đó, cho bạn một cảm xúc chung. Vậy thì người ta gọi là kết cục, đúng không? Kết cục sẽ cho bạn một cảm xúc chung cho toàn cái bộ phim đó. Và chúng ta có từ kết cục là conclusion. Conclusion. Rồi, thì chúng ta vừa hoàn thành xong phần A, listening. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau nghe lại. Chúng ta nghe lại một lần nhé. Sau đó thì xem là chúng ta điền có đúng không. Phải nghe số 34. Chúng ta sẽ bắt đầu nghe lại. Unit 3. Music and Arts. Lesson 3. Track 34. Listening. Listen to an English teacher and check your answers. Okay, class. Today we are going to write about movies we like. First, start with the movie name and what type of movie it is. Next, write about the main character or star of the movie. For example, the star is Brad Pitt. After that, write where the movie takes place. This is the setting. For example, you can say, the movie is set in America. After that, tell the main parts of the story. This is called the plot. Say what the movie is about, but don't tell the ending. Then you should describe some good or bad parts of the movie. At the end, you should give your overall feelings and who would enjoy the movie. This is called the conclusion. Now, listen again and check. Rồi, chúng ta vừa nghe xong phần các đáp án. Tiếp tục chúng ta sang phần B. Now, listen and circle the correct answers. Bây giờ hãy nghe và khoanh tròn vào đáp án đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc các câu trong bài nhé. Number 1.
When should you say what kind of movie it is? Câu này có nghĩa là khi nào thì bạn có thể nói đó là loại phim nào? At the start or in the middle? Ở lúc bắt đầu hay là ở giữa? Number two. What does the teacher say you shouldn't tell? Câu này nghĩa là giáo viên nói gì mà bạn không nên kể nữa? The ending or the surprise? Kết thúc hay là sự ngạc nhiên? Number three. What else does the teacher say to write about? Câu này nghĩa là giáo viên còn nói để viết về điều gì nữa? Music and costumes or who would like the movie? Music and costume mà nghĩa là âm nhạc và trang phục hay là ai sẽ thích bộ phim? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại một lượt nữa trong bài để nghe ngày hôm nay. Phải nghe số 34, chúng ta nghe lại nhé. Unit 3. Music and Arts. Lesson 3. Track 34. Listening. Listen to an English teacher and check your answers. Okay, class. Today we are going to write about movies we like. First, start with the movie name and what type of movie it is. Next, write about the main character or star of the movie. For example, the star is Brad Pitt. After that, write where the movie takes place. This is the setting. For example, you can say, the movie is set in America. After that, tell the main parts of the story. This is called the plot. Say what the movie is about, but don't tell the ending. Then you should describe some good or bad parts of the movie. At the end, you should give your overall feelings and who would enjoy the movie. This is called the conclusion. Rồi. Now, listen again and check. Vậy chúng ta vừa nghe xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào phần transcript giúp cô nhé. Trong phần transcript chính là file nghe số 34. Cô giáo có nói như sau, chúng ta sẽ cùng nhìn vào trong phần transcript. Okay class, today we are going to write about movies we like. À, được rồi lớp. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu viết về một bộ phim chúng ta thích. First, start with the movie name and what type of movie it is. Đầu tiên thì hãy bắt đầu với bộ phim, tên của bộ phim, đúng không? Và thể loại phim là gì? Vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta nên viết gì đầu tiên nhỉ? Chúng ta nên nói về thể loại phim vào lúc bắt đầu, at the start. Vậy đáp án câu số 1 các bạn có thể khoanh là at the start, đúng không? Rồi, vậy chúng ta sẽ khoanh là at the start. Rồi, vậy các bạn sẽ viết giúp cô vào trong tờ phiếu này nhé. Bởi vì cái khung này nó màu đen do vậy nên cô viết các bạn có thể là không nhìn rõ. Phần B chúng ta sẽ nói là chúng ta sẽ khoanh là câu số 1 đúng không? At the start. Next one, number 2. Chúng ta nghe đọc tiếp nhé. Rồi, about the main character. Rồi. Next, write about the main character or star of the movie. Tiếp theo, đúng không? Thì hãy viết về nhân vật chính và các ngôi sao của bộ phim. For example, the star is Brad Pitt. Ví dụ, ngôi sao là Brad Pitt. After that, write where the movie takes place. Sau đó, thì hãy viết nơi mà bộ phim diễn ra. This is the setting. Và đây gọi là bối cảnh. For example, you can say the movie is set in America. Ví dụ, bạn có thể nói là bộ phim thì có bối cảnh ở Mỹ. After that, tell the main parts of the story. Sau đó, hãy nói phần chính của câu chuyện. This is called the plot. Và cái này thì gọi là nội dung. Say what the movie is about, but don't tell the ending. Hãy nói cái mà bộ phim đang chiếu về cái gì đúng không? Nhưng mà đừng nói về kết thúc. Vậy chúng ta thấy rằng là trong câu số 2 có nói là gì?
À, cô giáo nói là đừng nói về cái gì đúng không? Không nên nói về gì. Vậy chính là không nên nói về để kết thúc đúng không? Để chúng ta thấy có câu đây. But don't tell the ending. Đừng nói về kết thúc của nó. Vậy đáp án câu số 2 chúng ta sẽ chọn là the ending. The ending. Ok. Next one. Number 3, câu số 3, chúng ta xem tiếp nhá. Then you should describe some good or bad parts of the movie. Sau đó thì bạn nên miêu tả những thứ tốt, đúng không? Những phần tốt và những phần xấu về bộ phim. At the end, you should give your overall feelings and who would enjoy the movie. Và phần cuối cùng, bạn nên đưa ra cái cảm xúc cá nhân, đúng không? Và hãy nói rằng ai thích bộ phim. Vậy phần cuối cùng cô giáo có nói là gì? Ngoài ra, đúng không? Chúng ta có thể nói thêm về who would like the movie. Đây chính là cụm từ who would enjoy the movie. Đó. Vậy chúng ta chú ý này, chúng ta có từ động từ enjoy mang nghĩa là thích. Vậy chúng ta sẽ thấy với bằng với động từ like. Đó, enjoy sẽ bằng với like. Vậy đáp án trong câu số 3 sẽ là who would like the movie. Đó, vậy câu số 3. Đúng không? Chúng ta sẽ khoanh đáp án là who would like the movie. Rồi, đấy chính là câu số 3. Và cuối cùng chúng ta đọc nốt phần này nhé. This is called the conclusion. Và cái này thì gọi là phần kết. Đúng không? Rồi, để chúng ta xong phần listening. Bây giờ các bạn sẽ sang tiếp tục sang phần reading. Now, reading A. Read the description and choose the best title. Trong phần A yêu cầu chúng mình là hãy đọc bản mô tả và chọn chủ đề phù hợp. Number one, The Dark Knight, a fun family movie. À, bộ phim The Dark Knight là một bộ phim gia đình vui nhộn. Two, The Dark Knight, an action-packed crime drama. À, bộ phim The Dark Knight là một bộ phim tội phạm đầy tính hành động. Đó vậy, chúng ta có action-packed mang nghĩa là đầy tính hành động. Chúng ta sang phần reading. Chúng ta có từ mới là action packed. Tính từ nhé, mang nghĩa là đầy tính hành động. Đầy tính hành động. Đó. Rồi, và crime, chúng ta có danh từ crime là tội phạm. Danh từ crime là tội phạm. Rồi, vậy đây là hai từ mới đúng không? Trong phần reading các bạn sẽ gặp. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau đọc phần bài, đọc phần reading này nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. The Dark Knight is a superhero movie set in Gotham City. À, câu này có nghĩa là bộ phim The Dark Knight là một bộ phim siêu anh hùng lấy bối cảnh ở thành phố Gotham. The star is a superhero called Batman. He fights crime in Gotham. Ngôi sao này, đúng không? Là một siêu anh hùng và được gọi là Batman. Anh ta đã chiến đấu với tội phạm ở Gotham. Batman dresses like a black bat and drives a cool car to fight crime. Batman thì ăn mặc như một con dơi đen. Đó, mình có bat là con dơi, một con dơi đen. Và lái một chiếc xe khá là ngầu để chống lại tội phạm. In this movie, he fights against the Joker. Trong bộ phim này thì anh ấy chiến đấu chống lại Joker, đúng không? The Joker does a lot of terrible crimes. À, và Joker thì đã gây ra rất là nhiều tội ác khủng khiếp. Batman tried to help his friend and catch the Joker. Batman đã cố gắng giúp bạn bè của mình và bắt Joker. The acting is really good
It has a lot of exciting action, and the story is really dramatic. Trong diễn xuất thì thực sự rất là tốt, và nó có nhiều hành động rất là thú vị, và câu chuyện thực sự là kịch tính. Overall, I think this movie is great. If you like his superhero movies, then you will love it. Nhìn chung thì tôi nghĩ rằng bộ phim này rất là hay. Nếu mà bạn thích phim siêu anh hùng thì bạn sẽ thích nó. Rồi, vậy thì chúng ta thấy rằng cả bài này còn nói về gì nhỉ? Nói về một thể loại hành động đúng không? Chiến đấu lại tội phạm, chứ không hề nói đến một gia đình vui nhộn nào ở đây cả đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải chọn chủ đề số. Chúng ta chọn chủ đề số 2 đúng không? Nói về Batman chống lại tội phạm đúng không? Có các thể loại hành động đó chống lại tội phạm. Do vậy nên chủ đề 2 là đúng với câu đáp án A. Đúng với phần A này nhé. Tiếp tục chúng ta sang phần reading B. Now, read and fill in the blanks. Bây giờ hãy đọc và điền vào chỗ trống. Number 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc và điền vào chỗ trống bên dưới nhé. The story takes place in the Dark City. Bộ phim đúng không? Câu chuyện thì diễn ra ở đâu? Thành phố nào đúng không? Thì chúng ta thấy trong bài có nói đến đây. City đây có nói đến. Vậy thì chúng ta thấy là set in Gotham City. Đúng không? Gotham City diễn ra ở được lấy bối cảnh ở thành phố Gotham, vậy chúng ta sẽ điền là in Gotham City. Đó. Next number 2. Batman fights crime in a cool dot. Trong câu này nghĩa là Batman thì chống lại tội phạm trong một cái gì ngầu. Vậy chúng ta thấy rằng có cái gì nói đến ngầu ở đây nhỉ? Chúng ta thấy đây. And drive a cool car to fight crime. Có nói là a cool car. Vậy các bạn sẽ biết là a cool car. Đó, vậy các bạn chỉ cần nói là cool car, một chiếc xe ô tô rất ngầu đúng không? Rồi, number 3, Batman dot dot against the Joker. Vậy tìm trong bài nói đến against the Joker. Rồi, đây, có nói đến là he fights against the Joker. Vậy chúng ta sẽ phải điền động từ trong trường hợp này là fights, đúng không? Fights. Đó, anh Batman chiến đấu để chống lại Joker. Number 4. You'll enjoy The Dark Knight if you like the movie about dot dot. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thấy nhé. Bạn sẽ thích bộ phim The Dark Knight đúng không? Nếu bạn thích xem phim về. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem này. Câu cuối cùng trong bài có nói đến rằng if you like superhero movies, then you will love it. Nếu bạn thích bộ phim về siêu anh hùng thì bạn sẽ thích bộ phim này, đúng không? Vậy nếu mà bạn thích bộ phim này, đúng không? Trong câu này ngược lại với trong đề bài. Nếu bạn thích The Dark Knight, đúng không? Bạn sẽ thích The Dark Knight nếu mà bạn thích bộ phim về siêu anh hùng, đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền từ câu này chính là about superhero. Đó. Chúng ta sẽ điền được câu trong này là superhero, là bộ phim về siêu anh hùng. Rồi, đấy chính là phần reading B. Tiếp tục chúng ta chuyển sang phần reading C. In pairs, would you like to watch this movie? Why not? Why or why not? Hãy làm theo cặp. Bạn muốn xem phim này không? Tại sao có, tại sao không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành cái bài này nhé. Phần reading C. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một bạn là A. A sẽ hỏi một câu là bạn có muốn xem phim này không? Đúng không? Would you like to watch this movie? Rồi. Hello. Bây giờ chúng ta có thể nói là bạn có muốn xem phim The Dark Knight không? Đúng không? Would you like to watch The Dark Knight? Rồi, would you like to watch The Dark Knight? Bây giờ câu trả lời là có đi. Yes, I do. Yes, I do like.
Đó, bây giờ bạn A lại hỏi là why, tại sao bạn lại thích, đúng không? Bây giờ mình có thể trả lời là bởi vì tôi thích xem phim siêu anh hùng và nó đầy tính hành động. Đó, chúng ta sẽ dùng luôn tính từ đầy tính hành động vừa chúng ta học bên trên. Đó, action packed, đúng không? Bởi vì tôi thích xem phim siêu anh hùng nhá. Because I like superhero movie. Superhero movies. And, và nó đầy tính hành động không? And it's so action packed. Rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành lại đoạn đối thoại này nhé. Would you like to watch The Dark Knight? Yes, I'd like. Why? Because I like superhero movies and it's so action packed. Rồi. Đó. Đấy, các bạn hoàn thành xong phần reading C. Tiếp tục chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, writing. Trong bài viết. Hôm nay kỹ năng viết thì chúng ta sẽ phải đi viết một đoạn văn miêu tả về bộ phim mà chúng ta thích. Chúng ta sẽ vào phần A. Rồi, A. Read about writing a movie description. Then, read the description of The Dark Knight again and underline the plot summary. Hãy đọc về việc viết một bản thảo phim. Và sau đó thì đọc lại bản mô tả của The Dark Knight và hãy gạch chân vào tóm tắt cốt truyện. Gạch chân về cốt truyện đã được tóm tắt trong cái đoạn trong cái bài The Dark Knight kia, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đọc phần bản thảo này nhá. Writing skill. Kỹ năng viết. Writing a movie description. Viết một văn bản miêu tả phim, đúng không? A good movie description should include. Một bản miêu tả phim hay thì nên bao gồm các phần sau. Chúng ta thấy là có 4 phần nhá. Phần đầu tiên, introduction, phần giới thiệu. Phần thứ hai, plot summary, phần tóm tắt cốt truyện. Phần thứ ba, other details, là những chi tiết khác. Phần thứ tư, conclusion, là phần kết luận. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Introduction, phần giới thiệu. Give the name of the movie and talk about the type of movie, the setting and the main stars. Mình hãy đặt tên bộ phim này, đúng không? Và nói về thể loại phim này, bối cảnh là gì và các ngôi sao chính. Ví dụ, movie is called The Lion King. It's an animated movie set in Africa. The star of the movie is Simba, a young lion. Ví dụ này, bộ phim thì được gọi là The Lion King. Đó, vua sư tử, đúng không? Đây là một phim hoạt hình và lấy bối cảnh ở châu Phi. Ngôi sao của bộ phim là Simba, là một con sư tử con. Đó, tiếp tục phần 2, tóm tắt cốt truyện, chúng ta sẽ viết như sau. Write a short description of what happens to the star or what they have to do. Hãy viết một bản mô tả ngắn về những gì đã xảy ra với các ngôi sao hoặc những gì mà họ phải làm. Ví dụ, in the movie, an evil lion called Scar kills Simba's father. Don't tell the ending of the movie. Trong câu này nghĩa là trong phim thì một con sư tử độc ác tên là Scar đã giết chết cha của Simba. Đó, chúng ta sẽ nêu nội dung ở đây. Và chú ý là đừng kể về kết của phim, đừng kể về kết thúc của bộ phim như thế nào, được chưa? Tiếp tục, number 3, other details, những chi tiết khác. Describe the good and or bad parts of the movie, the way that it looks, the music, the acting. Trong phần này chúng ta hãy mô tả các phần tốt và phần xấu của bộ phim. Nó có thể nói về cách nhìn này, âm nhạc này, diễn xuất của bộ phim như thế nào. Ví dụ, the music was great and it looked really beautiful. Âm nhạc thì thật là tuyệt vời và nó thực sự rất là hay. Đó, đấy chúng ta có thể dựa vào câu này nhé. And number 4, conclusion, phần kết luận.
Give your opinion of the movie and say who you think will like it. Hãy đưa ra ý kiến của bạn về bộ phim này và nói rằng những người bạn sẽ thích, bạn nghĩ là sẽ thích nó, ai sẽ thích bộ phim này, đúng không? Ví dụ, overall, I love this movie and I think kids will really enjoy it. À, ví dụ như là nói chung, đúng không? Kết thúc thì chúng ta chú ý là phải có từ overall là kết thúc, là nói chung, tóm lại, đúng không? Tôi rất là yêu thích bộ phim này và tôi nghĩ rằng trẻ em thực sự sẽ thích nó. Vậy đây chính là một phần các phần trong một bài viết về miêu tả một bộ phim mà các bạn phải có. Vậy các bạn chú ý là chúng ta sẽ có 4 phần, đúng không? Phần đầu tiên là giới thiệu, phần thứ hai là cốt truyện, phần thứ ba là các chi tiết khác và phần thứ tư là phần tóm lại, đúng không? Lời kết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem lại bài miêu tả The Dark Knight. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là sẽ là tìm nội dung chính của phim The Dark Knight. Vậy nội dung chính là nói là chúng ta sẽ cùng xem nhé, nội dung chính là gì. Tóm tắt nội dung chính của bài này này. Chúng ta cùng xem này, Batman này. Trong bộ phim này nói về cái gì? À đây rồi, có câu là in this movie he fights against the Joker. Đó. The Joker does a lot of terrible crimes. Batman tried to help his friend and catch the Joker. Đây chính là nội dung, đúng không? Nội dung của bộ phim này. Vậy chúng ta thấy rằng nội dung chúng ta sẽ viết ra đây nhé. Chúng ta vào phần writing A. Writing A. Nội dung chính, đúng không? The plot. Summary of The Dark Knight. Chúng ta có một câu là, câu trong bài nói là in this movie he fights against the Joker. The Joker does a lot of terrible crime. Batman try to help his friend and catch the Joker. Rồi, đấy, đây chính là phần nội dung chính, đúng không? Trong bộ phim này thì anh ấy đã chiến đấu chống lại Joker và Joker thì đã gây ra rất nhiều tội ác khủng khiếp và Batman thì đã cố gắng là giúp bạn của mình và bắt Joker. Đây chính là phần nội dung chính của bài The Dark Knight. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm tiếp phần tiếp theo. B. Trong phần B chúng ta sẽ cùng đọc phần đề bài nhé. Reorder the movie description. Use the skill box to help you. Bài này yêu cầu chúng mình là hãy sắp xếp lại bản mô tả phim, đúng không? Và sử dụng cái hộp kỹ năng bên trên. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc các nội dung bên dưới nhé. The star is Anna, a young princess. Ngôi sao là Anna, một công chúa nhỏ tuổi. I think all kids will love this movie. Tôi nghĩ rằng tất cả các trẻ em, đúng không, thì sẽ thích bộ phim này. The song are fantastic. Nhạc phim thì rất hay. Frozen is an animated movie. It is set in a fantasy world. Frozen là một bộ phim hoạt hình. Nó lấy bối cảnh ở trong một thế giới kỳ ảo. In the movie, Anna has to travel across a frozen country to find her sister, Elsa. Trong bộ phim thì Anna cố gắng, đúng không? Anna phải băng qua
những cái vùng đất đã băng, bị đóng băng, đúng không? Để tìm chị của cô ấy là Elsa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dựa vào phần này và chúng ta sẽ đi tìm xem là phần nào là đầu tiên, đúng không? Bây giờ các bạn thấy nhá. Đầu tiên là phải nói về tên của bộ phim này, đúng không? Phần giới thiệu nói về tên bộ phim, nói về thể loại phim này, bối cảnh này, nhân vật chính này. Bây giờ các bạn sẽ thấy tên bộ phim, à tên bộ phim chính là Frozen, đúng không? Vậy it's in number one. Đó. Tên bộ phim này, đúng không? Thể loại phim đây rồi này, bối cảnh ở đâu rồi. Ok, xong. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là à, nói đến nhân vật chính là gì, đúng không? The main star, nhân vật chính. Vậy có nói là the star is Anna, a young princess. Nhân vật chính là Anna, là một công chúa nhỏ, đúng không? Vậy chúng ta sẽ thấy this is number two, phần số 2, đúng không? Tiếp tục, phần nội dung. Trong bài này sẽ nói về nội dung, các bạn sẽ xem này. À, nội dung có câu là in the movie, trong bộ phim này, đúng không? Rồi, Anna has to travel across a frozen country, dot dot here. Rồi, vậy đây chính là nội dung trong bộ phim là có nói đến gì? Anna phải băng qua các, băng qua một đất nước có, bị đóng băng, đúng không? Và để tìm chị của cô ấy là Elsa. Tiếp tục, other details, những chi tiết khác. Chúng ta có thể nói rằng cách nhìn của chúng này hay là âm nhạc như thế nào hay diễn xuất như thế nào. Trong này có nói đến là the songs are fantastic. À, những âm nhạc thì rất là hay, đúng không? Vậy this is number 4, phần số 4 sẽ là âm nhạc. Và phần cuối cùng, conclusion, kết luận. Vậy kết luận người ta nói là I think all kids will love this movie. Tôi nghĩ rằng tất cả trẻ con đều thích bộ phim này. Rồi, vậy chúng ta đánh số 5 vào trong ô còn lại. Rồi, vậy chúng ta vừa sắp xếp xong một bài văn, đúng không? Miêu tả về một bộ phim, đó là phim Frozen. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, phần speaking. Speaking A. You're talking about your favorite movies. In pairs, ask your partner the following questions. Đề bài yêu cầu chúng mình là bạn đang nói về một bộ phim yêu thích. Hãy làm theo cặp và hỏi bạn của mình những câu hỏi dưới đây. Vậy chúng ta có tất cả là 7 câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng xem những câu hỏi này là gì nhé. What's your favorite movie? À, câu này mang nghĩa là bộ phim yêu thích của bạn là gì? What kind of movie is it? À, còn nói là thể loại của bộ phim đó là gì? Where and when is it set? À, bối cảnh phim diễn ra ở đâu và khi nào? Who's the star? Câu này mang nghĩa là ai là ngôi sao hay ai là diễn viên, đúng không? Diễn viên chính á. What happens in the movie? Câu này có nghĩa là bộ phim đó diễn biến ra sao? Điều gì đã xảy ra trong bộ phim, đúng không? What's the best part of the movie? Phần hay nhất của bộ phim là gì? And the last one, who's like the movie? Ai sẽ thích bộ phim này? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành hỏi và trả lời nhé. Hỏi và trả lời về 7 câu hỏi này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có, tất nhiên là sẽ có một bạn A và một bạn B, đúng không? Và cô sẽ có một phần như sau. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhìn vào phần của cô nhé. Đầu tiên, bạn A sẽ hỏi là What's your favorite movie? Bộ phim yêu thích của bạn là gì? Đúng không? Bạn B trả lời là My favorite movies is Kung Fu Panda. Bộ phim yêu thích của tôi là Kung Fu Panda. What happens in the movie? Bộ phim đó diễn biến ra sao? Bây chúng ta sẽ cùng xem diễn biến bộ phim này nhé. The movie is about a panda who likes to learn Kung Fu martial arts, but did not approve by his father because he forced to follow his father's noodle business. Then, đây là từ then. Then, on one occasion, he learned with a master of Kung Fu along with other famous colleges. Rồi, vậy chúng ta sẽ cùng dịch này. Bộ phim thì nói về một chú gấu trúc thích học võ Kung Fu, nhưng mà không được cha đồng ý bởi vì là ông ấy bắt, đúng không? Ông ấy bắt là phải nối nghiệp
bán mì của cha mình, sự nghiệp bán mì của cha mình này. Rồi, trong một dịp thì cậu đã học được, học với một bậc sư phụ đúng không? Một bậc thầy môn võ công phu cùng với các bạn đồng môn có tiếng khác. Tiếp tục. What kind of movie is it? À, thể loại của bộ phim đó là gì? The kinds of movies is cartoon. Sorry game. Thể loại của bộ phim đó đúng không? Các bạn là hoạt hình. What's the best part of the movie? Phần hay nhất của bộ phim là gì? The best part of the movie is a kung fu fight full of drama. Phần hay nhất của bộ phim là những trận đấu kung fu đầy kịch tính. Where and when is it set? Bối cảnh phim diễn ra ở đâu và khi nào? It is set in the Valley of Peace in ancient China in 2004. À, bối cảnh của bộ phim thì diễn ra ở thung lũng Bình Yên thuộc về Trung Hoa cổ đại vào năm 2004. Who's like this movie? Ai sẽ thích bộ phim này? Kids will like this movie. Trẻ em sẽ rất thích bộ phim này. Who's the star? Vậy thì ai là diễn viên chính đúng không? The star is Jack Black. Diễn viên chính là Jack Black, tên của ông ấy đúng không? Rồi, vậy đây chúng ta đã thực hành xong phần speaking A. Một người hỏi và một người đã trả lời xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần B. Make notes about your favorite movie using the questions. Trong bài này yêu cầu mình là hãy ghi chú lại bộ phim mình yêu thích và sử dụng các câu hỏi bên trên. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải ghép những cái phần trả lời của các bạn vừa trả lời ở đây để chúng ta tạo thành một cái phần ghi chú ở bên dưới nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về tên của bộ phim, đúng không? Đây, my favorite movie is Kung Fu Panda. Đấy, chúng ta sẽ nói vào đây. Đấy, chúng ta để lại note ở đây nhá. My favorite movie is Kung Fu Panda. Rồi, xong phần tên, đúng không? Tiếp tục. Đây là một bộ phim hoạt hình, đúng không? Và nó lấy bối cảnh tại thung lũng Bình Yên thuộc Trung Hoa cổ đại vào năm 2004, đúng không? Thì chúng ta sẽ viết tiếp về phần bối cảnh này. À, phần chúng ta nói về thể loại phim này, đúng không? Bối cảnh và nhân vật chính nhé. Chúng ta theo một thứ tự đi. Chúng ta sẽ nói đây, bây giờ đây là một bộ phim hoạt hình. It's a cartoon. Movie. Set in, đấy, lấy bối cảnh ở đâu, đúng không? Set in ancient China. Sorry, các bạn thấy là set in the valley, a peace, thung lũng Bình Yên, đúng không? In ancient China. In ancient China, in 2004. Rồi, vậy là bộ phim yêu thích của tôi là Kung Fu Panda này. Đó là một bộ phim hoạt hình và đặt bối cảnh tại thung lũng Bình Yên thuộc về Trung Hoa cổ đại vào năm 2004. Chúng ta nói tiếp về diễn viên chính. The star of the movie. Rồi, the star of the movie is Jack Black. Đây, the star, đúng không? Jack Black. Diễn viên chính là Jack Black, đúng không? Và bộ phim thì chắc chắn là nói về một... Bây giờ đến phần nội dung nhé. Bộ phim nói về một chú gấu trúc này thích học võ Kung Fu Panda, đúng không? Nhưng mà cha không đồng ý vì bắt buộc phải nối nghiệp bán mì của cha mình. Rồi trong một dịp, đúng không? Thì cậu được học với một sư phụ, một bậc sư phụ, đúng không? Bậc thầy môn võ Kung Fu cùng với những đồng môn có tiếng khác. Bây giờ chúng ta sẽ nói về nội dung nhé. Các bạn sẽ viết lại phần nội dung, đúng không? The movie is about a panda who likes
to learn Kung Fu Martial Art, một môn võ Kung Fu, đúng không? But this is not approved, không được sự đồng ý by his father, bằng của bố, đúng không? Của cha. Because, bởi vì này, he is forced, anh ấy bị bắt, đúng không? To follow his father noodle business. Đó. Bởi vì là anh ấy bị bắt phải theo nghiệp bán mì của cha, đúng không? Then on one occasion, nhưng mà trong một dịp khác. Anh ấy đã học với một bậc thầy, đúng không? He learned with a master of Kung Fu. Along with as a famous colleges. Rồi, cùng với các đồng môn nổi tiếng khác, đúng không? Rồi, tiếp tục. Vậy thì bây giờ nói là gì nhỉ? Nó sẽ rất là thú vị và tôi có thể hiểu được tất cả, đúng không? Vậy bây giờ nói là nó rất là thú vị. It's interesting. Đây là một rất là hay. And và tôi có thể hiểu tất cả, đúng không? I can understand everything, hiểu được mọi thứ. Rồi, I can understand everything. Và tôi nghĩ rằng trẻ em sẽ rất thích bộ phim này, đúng không? Vậy đây chính là I think all kids will like this movie. Rồi, vậy chúng ta sẽ cùng xem lại nhé. Đây chính là những cái phần ghi chú mà chúng ta đã vừa hỏi bên trên, đúng không? Đó, các bạn sẽ liệt kê phần câu hỏi và trả lời xong rồi này. Các bạn sẽ viết thành một đoạn văn nhỏ ở đây. Đấy là phần ghi chú. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần let's write, phần viết bài. Now, write a short description of a movie you like. Use a feedback form to help you write 60 to 80 words. Bây giờ mình hãy viết một đoạn mô tả ngắn về một bộ phim mà mình thích, đúng không? Và sử dụng biểu mẫu phản hồi, viết từ 60 đến 80 từ. Rồi, bây giờ chúng ta trong cái phần feedback này thì chỉ nói là bộ phim sẽ phải theo cái việc mô tả bộ phim sẽ phải tuân theo những cái gì nhỉ? Mẫu, đúng không? Và sử dụng những cấu trúc đúng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vậy bây giờ cô có thể lấy luôn cái phần speaking cô vừa nói là cô nói về một bộ phim chính là Kung Fu Panda. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có thể nói. Bây giờ chúng ta thấy là có phần introduction, phần giới thiệu. Đó, phần giới thiệu chúng ta đã nói tên của bộ phim chính là Kung Fu Panda. Đó, rồi. Thể loại phim, đây chính là cartoon, phim hoạt hình này. Lấy bối cảnh ở đâu đây? Set in đây rồi, nói đến bối cảnh ở đây. Thung lũng bình yên, đúng không? Ở Trung Quốc cổ đại vào năm 2004, sau này. Diễn viên chính, cô có nói rồi. The star of movie is Jack Black. Đó, xong diễn viên chính, xong phần introduction. Tiếp tục đến phần plot summary, phần cốt truyện. Đấy, bắt đầu cô nói là the movie is about. Đấy, bộ phim nói về cái gì đây, đúng không? A panda who likes to learn Kung Fu martial art, but this is not approved by his father because he is forced to follow his father noodle business. Then, on one occasion, he learned with the master of Kung Fu along with other famous colleges. Rồi, vậy thì đoạn văn này cô cũng đã nói xong về phần nội dung, đúng không? Rồi, về nội dung xong, tiếp tục đến other details, phần những phần chi tiết khác thì cô đã nói là
It's interesting. Cái bài này rất là hay đúng không? I can understand everything. Tôi có thể hiểu mọi thứ về bộ phim này. Và phần cuối cùng nói về ý kiến của mình và nói rằng ai sẽ thích đúng không? Vậy cô đã nói là I think all kids will like this movie. Tôi nghĩ và tất cả trẻ em sẽ đều thích bộ phim này. Đúng không? Rồi, vậy đây chính là một bài văn, một bài viết cô đã hoàn thành xong trong phần Let's Write. Phần Speaking và phần Let's Write cô sẽ lấy cùng một bài này nhá. Và đây chính là bài viết. Rồi, đây các bạn có thể nhìn rõ hơn nhé. Đây là bài viết dựa vào phần Speaking bên trên cô vừa làm xong. Rồi, vậy bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Vậy trong bài hôm nay chúng ta đã học được những gì nhỉ? Chúng ta đã học đầu tiên là học về cách viết một đoạn văn miêu tả về một bộ phim mình thích, đúng không? Chúng ta đã nói về một bộ phim mình thích như thế nào, đúng không? Chúng ta sẽ nói, chú ý là nói các phần. Và chú ý là trong phần writing skill, phần kỹ năng viết thì các bạn phải có đúng cấu trúc của một bài viết văn miêu tả về bộ phim, các em nhé. Các bạn phải có 4 phần là introduction, giới thiệu này. Đó, phần nội dung này, plot summary. Tiếp tục other details, những chi tiết khác. Và cuối cùng là phần conclusion, là kết luận của bộ phim là gì. Đấy, rồi, vậy thì về nhà các bạn sẽ học thuộc phần cấu trúc của một bài viết văn miêu tả về một bộ phim. Và sau đó thì các bạn sẽ tự viết bài dựa vào những phần cấu trúc này nhé. Rồi, ok. Rồi, bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Rồi, chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em tiếp trong phần tiếp theo của bài học trong lời giải hay.com nhé. Rồi, ok. Goodbye.